ướp vịt xông khói nha mọi người. Một cái thớt nha, một lúc mỡ và một thịt. Bây giờ mình sẽ mọi người, bây giờ sẽ tiến hành ướp gia vị nha mọi người. Mọi người chỉ cần ướp tiêu với lá thêm này, lá hương thảo thôi, mọi người không cần ướp muối nha. Gia vị, tiêu, lá đen, lá hương thảo. Đấy, theo kiểu này nè mọi người. Bây giờ đi ép chao nha mọi người. Cuộn chao trước nha mọi người. Thì chai này là chai ô liu nhưng mà trong này là dầu ăn nha mọi người. Thì mình thấy chai đẹp quá nên là mình đựng dầu ăn luôn nha. Muốn mua dầu ô liu như này á thì mọi người có thể liên hệ mình nha. Ướp vịt với cá hồi thì mọi người áp chao da trước nha. Thì bây giờ mình sẽ áp chao da trước nha. Miếng ớt vịt của mình này. Đó. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nó nha. Đó mọi người. Đó là ớt vịt của mình này. Miếng ớt vịt của mình nha, nó ra như thế này. Bây giờ mình sẽ